đi bộ tay chống mạch, hôm nay anh tập đồ này đó anh có thấy đỡ không? Dạ, hôm thầy chữa cho đấy thì cái tay này thì hôm đầu tiên ấy, thì nó rất là đỡ đấy. Nhưng mà đến hôm nay thì nó lại hơi khó chịu lại. Nó lại như là cái người đóng nút lại, chứ còn cái tay bên này đấy, tay phải đấy thì đỡ được 40%. Ừ. Cái này mình sẽ làm tiếp. Tại vì cũng như tôi nói anh á, là cái động mạch cảnh á mà của bên phải, của bên trái của anh nó hơi yếu, nó đưa lên để lên không được, mà nó lên không được là do cái chứng mà sơ giữa động mạch cảnh, thì cái cholesterol trong máu mình nó, rồi nó bám vô cái thằng động mạch cảnh, nó làm cho nó hẹp đi, làm cho cái máu nó lên không đủ, mà khi máu lên không đủ thì những cái mao mạch nó không bơm máu đầy đủ, làm cái tai mình thiếu, cho nên khi mình tác động vô lập tức cái tai mình nghe được liền, nhưng mà không tác động thì nó lại bắt đầu trở lại như cũ. Do đó là cái điều trị mà cơ bản nhất vẫn là chườm nóng dùng ngang xong, rồi cái phần cuối cùng của nó anh phải dùng cái cục đá anh chườm trực tiếp ngay động mạch cảnh bên trái của anh, và như vậy anh phải mất ít nhất từ 6 tháng tới 1 năm thì cái tay anh sẽ nghe lại bình thường, anh hiểu không? Chứ không phải là thần dược đâu mà chữa hết liền, nhưng mà khi mà mình chườm đá dùng gang nó có cái độc đáo là nó giải quyết được cái chứng mà mở trong máu đâu là tuyệt vời. Thì tôi cho anh 6 tháng tới 1 năm, nếu mà anh chuyên cần đêm nào mình cũng chườm đá, rồi mình cũng chườm cái động mạch cảnh thì 6 tháng 1 năm, và hy vọng là năm sau tôi đến đây tôi nghe anh báo cáo là anh đã khỏi hoàn toàn, và tai của anh nghe rõ, mắt của anh nhìn sáng, và bàn tay của anh sẽ trở thành bàn tay vàng và giúp đỡ cho những người khác. Rồi. Cảm ơn thầy. Chắc có lẽ là một thì hai cái chân ấy là nó bị phù. Ừ. Nên là cháu di động rất là khó khăn. Ừ. Thì không biết là có dùng cái biện pháp mà vuốt máu từ dưới đi lên không ạ? Thì ra tôi nói anh cái mà đẹp nhất của phương pháp mình đó là chườm đá nóng. Chườm đá nóng. Anh chườm đá nóng dùng gan thôi. Đó là thứ nhất. Tại vì khi phụ nữ mà mới sinh á, là mọi người đừng bao giờ quên là chườm đá nóng dùng gan mình cho tôi. Tức là mình đối với phụ nữ á, là mới sinh á, mình dùng 2 cặp. 1 cặp á, là mình chườm dùng gan. 1 cặp á, là mình chườm phải dùng dưới rốn. Để chi mà nó giúp cho cái máu huyết mình được vận chuyển tốt. Hồi xưa ông bà mình á, thì tôi còn nhớ là mỗi lần nghe là có người sinh á, là ông bà mình lấy than nè, rồi cái để dưới cái giường, rồi sau đó là làm cho cái bàn tay ấm á, rồi xoa bụng xoa đầu cho cái người và phụ nữ á, hơi nóng á. Nhưng mà cái đó là nhiều cái công phu á, bây giờ mình có cái phương pháp đa chườm đá rồi, anh chịu khó anh thứ nhất là điều trị mà tại chỗ á, thì anh ép chân và đẩy mấy cái tĩnh mạch á, thì lập tức hết phù liền. Cái chắc chắn giống như của bác gì đó hôm qua làm đấy, hôm qua đó thì là chắc chắn là hết liền. Thì anh chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi đó rồi, nhưng mà căn bản vẫn là chườm nóng cái vùng gan và vùng bụng dưới, thì anh sẽ thấy một cái kết quả thật là kỳ diệu đối với con gái. Ok. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.